Phát hiện mới về xác ướp người băng Oxy lịch sử phải viết lại. Xác ướp người băng Oxy được phát hiện trên dãy F5199 hiện xác ướp hơn 5.300 tuổi này được lưu giữ và trưng bày ở Bảo tàng Khảo cổ Nam Tyro tại Bolzano, Italy. Vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, trên tạp chí Cell Genomics, Giám đốc Viện Nghiên cứu xác ướp ông Albert Zinh tại Trung tâm Urac Research ở Bolzano và Cộng sự đã công bố kết quả phân tích ADN cổ đại lấy từ xương chậu của Oxy. Nhờ đó, nhóm nghiên cứu đã giải mã một số bí mật về người băng Oxy. Cụ thể, kết quả phân tích cấu tạo gen cho thấy người đàn ông này có nước da sẫm, đôi mắt tối màu và nhiều khả năng bị hói. Thông tin này trái ngược với hình ảnh phục dựng người băng Oxy mô tả người đàn ông sống cách đây khoảng 5.300 năm có nước da nhợt nhạt, đầu đầy tóc và có râu. Theo lý giải của Giám đốc Albert Zinh, các nhà nghiên cứu trước đây cho rằng nước da của Oxy sẫm màu là vì quá trình ướp xác. Thế nhưng, kết quả phân tích cấu tạo gen chỉ ra dường như màu da của Oxy khá gần với màu da tự nhiên của người này khi còn sống. Nhóm nghiên cứu nhận định nước da sẫm màu của Oxy không kỳ lạ bởi nhiều người châu Âu sống cùng thời có nước da tối màu hơn ngày nay. Trải qua thời gian, màu da của người dân ở châu Âu thời đó trở nên sáng hơn dường như có liên quan đến việc thích nghi với thay đổi khí hậu và chế độ ăn. Các chuyên gia lý giải những người nông dân hấp thụ ít vitamin D trong chế độ hơn nhiều so với người săn bắt, hái lượm. Tuy nhiên, người băng Oxy vẫn ăn khá nhiều thịt bởi nhóm nghiên cứu phát hiện thịt dê núi và hươu khi phân tích thành phần trong dạ dày của ông. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.